Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi livestream giải đề thi thử số 2 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của nhà Kiến. Thì trước khi đến với phần giải chi tiết, cô muốn giới thiệu sơ qua về ma trận của đề thi thử lần 2 này. Thì các bạn có thể thấy là trong cái đề thi thử lần số 2 thì cấu trúc đề vẫn có 50 câu và phần chương trình của lớp 12 thì có 44 câu trải dài trong các chương từ chương ứng dụng đạo hàm cho đến chương cuối cùng của hình học là phần hình học OXYZ. Và 6 câu còn lại thì nằm ở lớp 11 thuộc về các chủ đề như các bạn có thể thấy ở đây, đó là về tổ hợp xác suất, có 2 câu về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân và một câu về cái phần góc và một câu về phần khoảng cách. Như vậy thì nhìn chung thì cái cấu trúc của cái đề thi thử này cũng gần giống với đề tham khảo mà bộ của chúng ta đã đưa ra vào đợt đầu tháng 4. Và các bạn có thể thấy rằng ở phần vận dụng và vận dụng cao, như cô đã thống kê ở cục cuối cùng này, thì có tổng cộng là 8 câu vận dụng và 6 câu vận dụng cao. Mục tiêu của buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hướng đến giải 14 câu thuộc hai mức độ này. Bây giờ thì không để các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Phần đầu tiên, ở câu hỏi của mức độ vận dụng, cô đưa ra là câu số 34. Thì ở đây các bạn lưu ý là trong cái cấu trúc đề gồm có 50 câu này, thì lần lượt cô cũng đã cố gắng sắp xếp các câu theo mức độ từ dễ đến khó. Nhưng mà ở cái phần sau thì cũng có một số cái sự xáo trộn nhẹ nhẹ, nó cũng không hoàn toàn theo thứ tự. Cho nên là ở đây thì cô lọc ra các cái câu mà được đánh giá một cái cách cân đối thôi ha, thì tương đối thôi, nó nằm ở cái mức độ là vận dụng và vận dụng cao để hướng dẫn các bạn, giúp cho các bạn có thể hiểu tường tận hơn những cái nội dung này. Đầu tiên câu số 34, cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thuộc đoạn từ trừ pi chia 2 đến 3 pi của phương trình 4f có x cộng 5 bằng 0 là bao nhiêu? Thì các bạn có thể thấy rằng là ở đây người ta cho chúng ta hình ảnh của đồ thị, và đồ thị ở đây là đồ thị của hàm số y bằng fx. Bây giờ người ta hỏi chúng ta số nghiệm của phương trình này. Như vậy biến đổi phương trình này trước. Ở đây ha, cô biến đổi một tí thì cô sẽ có phương trình đã cho tương đương với lại f của cos x sẽ bằng chuyển vế là được trừ 5/4. Như vậy thì từ cái hình ảnh của đồ thị, cô sẽ tiến hành đi vẽ cái đường thẳng y bằng trừ 5/4 đã, xem thử nó cách cái đồ thị của hàm số y bằng fx tại bao nhiêu điểm. Thì từ đó mình mới có cơ sở để mình biện luận cái số nghiệm cũng chính là số giao điểm. Và lưu ý là cái nghiệm ở đây là nghiệm của một cái phương trình lượng giác và chúng ta chỉ lấy trên đoạn từ trừ pi chia 2 đến 3 pi thôi. Như vậy thì ở đây đường thẳng trừ 5/4, các bạn thấy ở đây là âm 1 nè, ở đây là âm 2. Âm 5/4 thì nó nằm giữa giữa ha, gần con âm 1 hơn, cô vẽ qua. Rồi, đây là đường thẳng y bằng âm 5/4. Thì rõ ràng đường thẳng này cách đồ thị y bằng fx của chúng ta tại 4 điểm. Lần lượt cô lấy tương ứng là A, B, C và D theo thứ tự ha, từ trái sang phải. Ở đây cô gọi tắt luôn á. Ở đây những cái điểm này thì nó sẽ có giá trị cái hoành độ tương ứng luôn nha các bạn, là ABC luôn, ABCD. Rồi, theo thứ tự là A bé nhất, rồi đến B, rồi đến C và cuối cùng là D. Như vậy thì dựa vào đồ thị ta thấy rằng là cái phương trình f cos x bằng trừ 5/4 nó sẽ xảy ra khi cos x bằng, thứ nhất là bằng A, hoặc là cos x bằng B, cos x bằng C, hoặc cũng có thể cos x bằng D. Rồi bây giờ chúng ta quan sát bốn cái phương trình này. Đây là bốn phương trình theo ẩn là cos x, hàm cos x. Các bạn lưu ý A của chúng ta đang bé hơn âm 1. Như vậy thì khi đó nè, A nó thuộc trong cái khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 1. Cái phương trình cos x bằng A mà A nó lại bé hơn âm 1, như vậy phương trình này vô nghiệm, mình không quan tâm tới nó nữa. Tiếp tục, cos x bằng B thì B của chúng ta giống lên nè, cái hoành độ nó đang nằm trong khoảng từ trừ 1 tới 0, thuộc trong khoảng từ trừ 1 đến 0. C thì các bạn thấy nó nằm trong khoảng từ 0 tới 1. Còn D của chúng ta thì nó lớn hẳn hơn 1. Lớn 1 tức là viết ở đây thì thuộc trong khoảng từ 1 đến dương vô cực. Như vậy thì cái này nó cũng vô nghiệm. Các bạn nhớ những cái giá trị của cos x thì nó chỉ nằm trong đoạn từ trừ 1 cho đến 1 thôi. Cho nên ở đây á, thì chúng ta chỉ còn quan tâm đến cái nghiệm của hai cái phương trình ở giữa này.
Như vậy thì bây giờ chúng ta cần xem thử là cái phương trình cos x bằng b và cos x bằng c này thì nó có bao nhiêu nghiệm trên đoạn từ trừ pi chia 2 đến 3pi. Thì đây các bạn có thể có nhiều cách làm, có thể các bạn vẽ cái đồ thị của hàm cos x ra để các bạn trải nghiệm, hoặc cũng có thể ở đây cô hướng dẫn các bạn mà cách các bạn thường làm ở lớp 11 là các bạn vẽ cái đường tròn lượng giác. Rồi khi các bạn vẽ đường tròn lượng giác trục này trục cos ha. Cái giá trị của chúng ta thì các bạn thấy là nó đang nằm trong khoảng từ đoạn từ trừ pi chia 2, trừ pi chia 2 ở dưới này, trừ pi chia 2. Mà nó đi đến 3pi luôn. Thì các bạn lưu ý khi mà các bạn đi đúng một vòng tròn lượng giác này, một vòng, thì trừ pi chia 2 sẽ đi thêm 2pi đúng không? Thì nó sẽ lên là pi chia 2 ha? Nhưng mà ở đây tới 3pi lận, tức là nó lại đi thêm một phần nữa, đi thêm tới đây nè chẳng hạn. Ở đây cô cố tình cô vẽ cô đồ cái đường nó ra ngoài để các bạn dễ thấy cái khoảng nghiệm ha. Thì tới đây là 3pi. Và phương trình cos x bằng b khi b nằm trong cái khoảng từ trừ 1 đến 0. Đây con 0 nè, cái chỗ này là trừ 1 nè, chỗ này thực ra là con 1 luôn á, ở đây ha. Thì các bạn thấy b nó nằm đâu đó ở đây, cái khoảng giữa đây. Thì cô có thể lấy bất kỳ điểm b ở đây, cái giá trị hoành độ của nó. Thì lúc này rõ ràng á là cái cos x bằng b của chúng ta thấy nó sẽ có bao nhiêu nghiệm các bạn? 1 nè, 2 nè, và 3. Có 3 nghiệm, chỗ này có 3 nghiệm nè. Tương tự ha, khi c nằm trong khoảng từ 0 đến 1 thì các bạn vẽ bên này. Các bạn sẽ thấy nè, đâu đó bên này, ở đây 2 nghiệm ha. Ở bên trên này cũng có 2 nghiệm nữa. Như vậy thì nó có 4 nghiệm phân biệt. Tổng thể lại thì ở đây chúng ta sẽ có cái phương trình ban đầu mà đề bài cho sẽ có tổng thể là 3 và 4 là 7 nghiệm. Như vậy chúng ta chọn được ngay phương án là phương án C luôn. Thấy chưa? Đây là một cái câu về ứng dụng khảo sát hàm số, đặc biệt liên quan đến vấn đề đồ thị. Thì các bạn lưu ý một tí, nó còn nhắc lại cái kiến thức về cái phương trình của lượng giác mà các bạn đã được học ở đầu năm lớp 11 nè. Có cái tích hợp nội dung của kiến thức lớp 11 nữa. Rồi, xong câu 34, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo là câu số 40. Câu này cũng tiếp tục là một câu về đồ thị các bạn. Thì các bạn thấy, lưu ý ha, ở đây người ta cho đồ thị của hàm số f phẩy, cho đồ thị của hàm đạo hàm nè, chứ không còn là hàm f nữa nha, đây là đồ thị của hàm f phẩy. Và sau đó thì yêu cầu chúng ta nhận định thử là trong bốn cái mệnh đề mà đề bài đã đưa ra, thì cái mệnh đề nào là đúng khi nói về hàm số Rx? Đấy. Rx của chúng ta cho là bằng 2 lần Fx trừ cho x cộng 1 tất cả bình phương. Như vậy thì bây giờ các bạn xem thử những mệnh đề này nó nói về vấn đề gì. Đầu tiên nè, nghịch biến, rồi cực tiểu, rồi cực trị, rồi nghịch biến. Nói chung là nó nói về cái tính đương điệu và cực trị của hàm số. Như vậy thì bây giờ cái quy trình đầu tiên các bạn thử xét đạo hàm. Ở đây cô viết tắt lại là r phẩy ha. R phẩy của thằng này thì chính là 2 lần f phẩy trừ cho đạo hàm của bên này là 2 thừa số cho x cộng 1 luôn. Như vậy tiếp tục là cho r phẩy bằng 0. Khi cho r phẩy bằng 0 thì các bạn chuyển vế giải được là 2 lần f phẩy bằng 2 lần x cộng 1, tức là f phẩy của chúng ta bằng x cộng 1 luôn. Ở trên hình ảnh về đồ thị thì chúng ta đã có đồ thị của hàm số y bằng f phẩy x ở đây rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục xem thử là cái đồ thị của hàm y bằng x cộng 1 nó nằm ở đâu ha. Thì sau đó mình sẽ dựa vào cái hình ảnh đồ thị của nó để nhận định. Rồi bây giờ vẽ đường y bằng x cộng 1. Thì ở đây các bạn lưu ý có một số điểm đặc biệt ở trên hình luôn. Ví dụ như ở đây khi cô thay tọa độ x bằng 1 chẳng hạn thì y của chúng ta đúng bằng 2, tức là nó sẽ đi qua điểm này. Tương tự khi x bằng 3 thì y của chúng ta được bằng 4 là đi qua điểm này luôn. Như vậy thì đường thẳng y bằng x cộng 1 nó nằm ở đây. Y bằng x cộng 1. Rồi, y bằng x cộng 1. Sau khi mà chúng ta vẽ được đồ thị của y bằng x cộng 1 rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu quan sát nè. Phương án A người ta nói hàm số Gx này nghịch biến trên cái khoảng từ 3 đến dương vô cực. Thì các bạn quan sát thấy khoảng từ 3 đến dương vô cực là khoảng này, lớn hơn 3. Thì khi các bạn nhìn trên cái khoảng này các bạn sẽ thấy nè, f phẩy của chúng ta nó ở trên. F phẩy ở trên đường y bằng x cộng 1, tức là khi đó nè, f phẩy sẽ lớn hơn x cộng 1. Khi đó thì cái r phải của chúng ta sẽ như thế nào các bạn? F phải lớn hơn thì cái hiệu này lớn hơn 0, tức là r phải lớn hơn 0. Mà r phải lớn hơn 0 thì hàm sẽ đồng biến trên khoảng từ 3 đến dương vô cực. Như vậy, khẳng định A này là một khẳng định sai. Câu A này sai rồi.
Tương tự xem xét đến IB. IB thì nói hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 1. Tại x bằng 1. X bằng 1 ở đây các bạn. X bằng 1. X bằng 1 thì các bạn quan sát nè. Đi từ trái qua phải thì rõ ràng ở đây f phải đang ở trên. Qua bên này thì nó nằm xuống phía dưới. Như vậy thì nó bị đổi dấu rồi. Ra phải khi qua điểm x bằng 1 này nó đổi dấu. Và đổi dấu từ đâu? Từ dương sang âm ha. F phải nó lớn hơn chuyển sang bé hơn mà. Đổi dấu từ dương sang âm. Thì khi đó cái x bằng 1 này nó phải là điểm gì? À, khi qua cái điểm x0 mà hàm số nó đồ thị của nó đổi dấu ha. F phải của chúng ta ra phải á, đổi dấu từ dương sang âm thì nó là điểm cực đại. Tiếp tục nè, đồ thị có hai điểm cực trị. Quan sát, cái hàm mà ra phải bằng 0 của chúng ta ở đây xảy ra khi F phải bằng x cộng 1. Và quan sát trên hình ảnh đồ thị chúng ta thấy nó cách nhau tại 3 điểm ở đây nè. Như vậy nó phải có 3 cực trị chứ. Ở đây 2 cực trị cũng sai luôn. Như vậy A, B, C đều là các phương án sai. Giờ phương án cuối cùng, phương án D chắc chắn là đúng rồi đó. Bây giờ xem thử nó nói cái gì. Cái hàm này nghịch biến trên 1 đến 3. Trên cái khoảng từ 1 đến 3 là khoảng này. Thì rõ ràng cái đường F phải của chúng ta nè, nó nằm phía dưới đường y bằng x cộng 1. Tức là f phải bé hơn x cộng 1. Do đó nên cái hiệu này ra phải của chúng ta bé hơn 0 trên cái khoảng từ 1 đến 3. Do đó nên là hàm nghịch biến. Đúng. Chọn được phương án D. Được chưa nào? Thì đây là một số cái câu trắc nghiệm mà nó có cái sự kết hợp về hình ảnh của đồ thị. Khi mà các bạn giải quyết cái bài toán này thì các bạn cẩn thận một xíu ha. Quan sát và khai thác triệt để những cái dấu hiệu mà người ta cho trên đồ thị. Và các bạn nếu mà khai thác tốt thì các bạn sẽ trả lời được thôi. Chứ nó cũng không có quá khó. Được chưa? Đó là một câu mà cô đánh giá thì nó cũng ở mức độ vận dụng thôi các bạn. Cũng chưa có đạt đến mức vận dụng cao đâu. Xem thử nào. Câu số 37. Câu này thì hỏi về họ nguyên hàm của cái hàm số này. Thì các bạn có thể thấy là ở đây vừa có x, ở bên trong lại có 2 trừ cho e mũ 3x. À, coi đây tạm gọi là hàm đa thức, bên này là hàm mũ. Nguyên hàm của một hàm vừa có hai cái hàm này. Như vậy thì chúng ta nghĩ đến nguyên hàm từng phần. Nguyên hàm từng phần thì giờ đặt như thế nào cho nó thuận lợi? Thì chúng ta thường có một cái mẹo là đặt theo thứ tự là nhất lốc, nhì đa, tam lượng, tứ mũ. Như vậy ở đây có đa thức nè, thì đặt U là đa thức trước, đặt U bằng X. Như vậy thì DV của chúng ta chính là lượng còn lại là 2 trừ cho E mũ 3X. Chúng ta cần tính nguyên hàm, cô đặt là Y đi ha, bằng nguyên hàm của cái hàm X, tất cả nhân với 2 trừ cho E mũ 3X. Như vậy DV còn lại là 2 trừ cho E mũ 3X, DX nè. Như vậy thì từ đây cô có được DU chính là dx. Từ dv bằng này thì mình sẽ chọn ra được v bằng 2x thì ở đây tức là các bạn nhớ lấy nguyên hàm hai vế ha, thì được là trừ cho 1/3 e mũ 3x. Rồi lúc này thì ráp công thức nguyên hàm từng phần thôi, mình sẽ có y viết lại nè, u nhân v tức là x nhân với 2x trừ cho 1/3 e mũ 3x, sau đó trừ cho tích phân của VDU, nguyên hàm, cô xin lỗi, nguyên hàm của VDU thì là 2x trừ 1/3 e mũ 3x. Rồi, tất cả dx ở phía sau. Bây giờ chúng ta thực hiện nhân vào thôi, ở bên phía trước là 2x bình phương trừ 1/3 e mũ 3x nhân x. Rồi bây giờ thực hiện lấy nguyên hàm ở bên trong này. Nguyên hàm của 2x đó chính là x bình thành trừ x bình nè. Trừ cho trừ ở đây cộng rồi ha. Nguyên hàm của này thì các bạn lưu ý ở đây là e mũ ax nè, như vậy xuống nó có 1/A là 1/3, 1/3 mà đằng trước này có thêm 1/3 thì nó là 1/9. Rồi e mũ 3x. Rồi dĩ nhiên có cộng thêm c. Và đến đây rồi thì các bạn thực hiện rút gọn các bạn. Các bạn được là x bình phương trừ cho ở đây đầu tiên cô thử rút 1/9 ra ngoài ha, có dấu trừ luôn, trừ 1/9 rồi e mũ 3x. Thì bên trong sẽ còn lại 1/3 mà để 1/9 thì còn lại là 3x. Dấu trừ ra ngoài bên trong này đổi dấu là trừ cho. Ở đây là 1 rồi cộng với C. Như vậy khi biến đổi như thế này mình thấy nó trùng được với phương án A của mình luôn nè. Được chưa nào? Các bạn thấy không? Đó. Biến đổi ở đây thì chúng ta thấy nó giống với cái phương án A. Chọn ngay. Đây là một câu hỏi về nguyên hàm phần của chương 3 chúng ta. Chúng ta học ha. Và nguyên hàm của cái hàm này thì được xử lý theo phương pháp là nguyên hàm từng phần. Nhớ các bạn nhớ công thức nguyên hàm thôi. Nguyên hàm từng phần được tính như nào thì cẩn thận tính toán là được. Một câu tiếp theo nữa. Phần này nhẹ nhẹ nên mình cũng đi nhanh nhanh một xíu để đến với những cái câu khó hơn ở phía sau nha. Rồi câu số 38 nè. Câu này thì lại hỏi về tích phân các bạn. Cho hàm y bằng fx liên tục và có đạo hàm
trên tập R thỏa mãn F3 bằng âm 1 và tích phân từ 0 đến 3 của Fx thì bằng 3. Đề bài yêu cầu tính tích phân từ 0 đến 9 của hàm F' căn x. Như vậy ở đây các bạn thấy nè, đầu tiên là có một cái sự đổi biến từ x qua bên này là căn x. Chuyện đầu tiên nghĩ tới là gì? À, mình đổi biến thử nó ra cái gì cái đã. Ở đây cô đặt là t bằng căn x. T bằng căn x thì bây giờ đầu tiên bình phương nó lên, t bình phương sẽ chính là x. Và lấy đạo hàm thì các bạn sẽ được là 2t dt. Lúc này sẽ bằng là dx. Nhớ khi làm qua tích phân đổi biến thì nhớ đổi cận. Được chưa nào? Đổi cận. Đổi cận thì cận x ở đây là đi từ 0 đến 9 thì khi qua t nè, nó sẽ còn lại là 0 đến 3. Như vậy thì cái tích phân của hàm y lúc này cô viết lại là từ 0 đến 3 của hàm f phẩy. Căn x này thì nó chính là chữ t rồi. Còn dx phía sau chính là 2t dt. Như vậy lúc này nè, chúng ta thấy là chúng ta cần phải đi xử lý cái tích phân này. Tích phân của cái hàm bên trong nè, có f phẩy t rồi có 2t. Thì quan sát lại đề bài lại cho chúng ta tích phân của hàm f mà ở đây lại có cái tích phân của hàm f phẩy. Như vậy mà từ cái tích phân của hàm f mà muốn có được tích phân của f phẩy, mình nghĩ ngay tới từng phần. Khi mình đặt cái này là dv đúng không, thì mình chọn được v, nó chính là nguyên hàm luôn, đúng không nào? Như vậy giờ thử làm theo kiểu đó như thế nào. Nếu như các bạn đã đặt là dv chính là cái lượng mà f phẩy t dt, thì khi đó cái u nó còn lại chính là 2t thôi, đúng chưa? Ở đây cô giữ nguyên số 2 luôn, không sao hết. Bạn nào muốn không thích đó, thì có thể đẩy số 2 ra ngoài tích phân luôn, cũng không sao. Thì từ đây mình đạo hàm lên là du thì sẽ bằng 2 lần dx nè. Tiếp theo ở dưới này chọn v bằng ft. Thì các bạn lưu ý ở đây tên biến là ft hay fx gì thì nó cũng như nhau cả, không sao hết, được chưa? Rồi cái chữ nào nó cũng nó không quan trọng các bạn, giống nhau là được. Rồi như vậy khi đó nè, cái tích phân y á, cô viết lại y, các bạn nhìn thấy ha, y này là các bạn sẽ thấy nè, là khi đó ở đây các bạn, ở đây có một xíu sai sót một tí ha, u bằng 2t mà, như vậy du ở đây là 2 lần dt ha, tại vì mình cứ quen hoài du dx đấy, nên bị nhầm đó, đây là 2 lần dt nè. Như vậy thì cái y này là u nhân v, thì viết lại sẽ là 2t nhân với ft, ở đây lưu ý đang tính tích phân cho nên nó có cận rồi, từ 0 đến 3, thế cận vào ha, cận này, đó. Tiếp theo, trừ cho tích phân từ 0 đến 3 của vdu thì chính là ft, 2 lần dt nè, cô đẩy con 2 ra phía trước luôn đi, dt. Như vậy thì đến đây thế cận vào tính thôi, 2 nhân với 3 nhân với ft lúc này là f3 nè, trừ cho ở đây là 2 nhân 0 nhân với f0, rồi là xong cái chuyện thế ở phía trước. Giờ đến cái phần phía sau này thì các bạn thấy là trừ cho 2 lần tích phân từ 0 đến 3 của ft. Đề bài cho chứ các bạn, đề bài nè, đề bài cho tích phân từ 0 đến 3 của fx. Thì hồi nãy cô mới nói rồi ha, tích phân thì hàm cái biến ở bên này chữ gì nó không quan trọng. Từ 0 tới 3 của fx thì bằng 3. Như vậy ở dưới này cái nguyên tích phân từ 0 đến 3 của ft ở đây cũng bằng 3. Như vậy đến đây các bạn thấy là ở đây là 6 nè, f3 của mình là bằng âm 1. Ở bên này thực ra f0 thì mình chưa biết, nhưng mà các bạn lưu ý ở đây là trong cái tích mà có một thừa số là 0 thì nó bằng 0 luôn rồi, không quan tâm tới nó nữa. Tiếp tục ở bên này cũng trừ cho 6. Như vậy là âm 6 trừ 6 thì bằng âm 12. Kết quả cuối cùng của chúng ta, các bạn thấy ha, khi các bạn thay số vào thực hiện tính toán thì được kết quả cuối cùng tích phân y của chúng ta bằng âm 12. Như vậy các bạn chọn phương án A. Được chưa nào? Câu này cũng khá là hay ha. Rồi tiếp đến luôn ha, chúng ta qua đến một câu nữa thuộc phần hình học OEZ. Câu này cô đánh giá là ở mức độ vận dụng, mặc dù nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Xem thử là chúng ta sẽ xử lý như thế nào nè. Đề bài cho là cho trước phương trình tham số của đường thẳng D. Yêu cầu chúng ta viết cái phương trình dạng chính tắc nè của đường thẳng delta đi qua A, vuông góc và các đường thẳng D luôn. Như vậy các bạn lưu ý nè, giả sử như ở đây cô có đường thẳng D rồi, thì delta của chúng ta lúc này vuông góc và cắt được luôn, nên các bạn biểu diễn phẳng của nó được luôn. Delta đây, vuông góc nè, cắt luôn. Điểm cắt này ví dụ như cô gọi là điểm B đi. Thì delta này đã qua điểm A rồi, có tọa độ điểm A luôn rồi. Như vậy chúng ta cần phải cần gì nữa? Cần vectơ chỉ phương của đường thẳng delta. Có điểm rồi, cần thêm chỉ phương là viết được phương trình đường thẳng. Như vậy thì quan sát hình chúng ta thấy ngay được AB này chính là
với tờ chỉ phương của đường thẳng delta luôn, đúng chưa? Nhưng mà mình làm thế nào để tính được tọa độ của AB? Thì các bạn thấy nè, ở đây B là giao điểm. Như vậy nè, từ cái phương trình đường thẳng D thì mình tham số hóa có được tọa độ điểm B theo ẩn T chẳng hạn. Và các bạn khai thác thêm dữ kiện là D và delta vuông góc với nhau. Khi hai đường thẳng mà vuông góc với nhau thì tích cái vô hướng từ vectơ chỉ phương của chúng phải bằng 0, tại vì hai cái chỉ phương cũng sẽ vuông góc với nhau luôn. Như vậy ở đây đầu tiên nè, B của chúng ta gọi là giao điểm của delta và D đi, thì khi đó tọa độ điểm B sẽ có dạng là 1 cộng T nè, T rồi trừ 1 cộng 2T. Lúc này cô đi tính tọa độ của vectơ AB ra, thì tọa độ vectơ AB lấy điểm cuối trừ điểm đầu ha, thì sẽ là T cộng 4 nè, tiếp theo là T trừ 2, rồi 2T trừ 1 trừ 3 là trừ 4. Rồi khi mà D vuông góc với delta thì các bạn có như cô nói là chỉ phương của D sẽ vuông góc với chỉ phương của delta luôn, chính là vuông góc với vectơ AB. Mà điều này xảy ra khi và chỉ khi là cái tích vô hướng của hai vectơ này nhân lại bằng 0. Tích vô hướng thì chúng ta sẽ tiến hành nhân theo từng tọa độ thôi. Thì các bạn sẽ lấy AB nè, nhân với lại cái chỉ phương của D. Chỉ phương của D thì cô viết luôn ở đây cho các bạn dễ nhân ha. U của đường thẳng D nè. Nhìn vào đây thì các bạn thấy cái chỉ phương của D chính là hệ số đi gắn liền với T. Như vậy ở đây là 1, 1 và 2. Rồi khi các bạn nhân thì các bạn sẽ tiến hành nhân cột với cột thôi, không có gì. T cộng 4 cộng với T trừ 2 rồi cộng với, nhân vào luôn ha, là 4T trừ 8 bằng 0. Rồi đến đây các bạn thực hiện thu gọn để giải T thôi. TT 4T là 6T. 4 trừ 2 là 2, trừ 8 là trừ 6, chuyển vế qua bằng 6. Như vậy các bạn xử lý được T bằng 1. Khi đã có T rồi thì mình chỉ cần suy ra chỉ phương AB thôi các bạn, cái vectơ AB thôi. Tại vì cái tọa độ điểm mình đã có rồi, mình lấy luôn điểm A mà. Thì chỉ phương AB này mình thế vào sẽ được là 5 nè. Rồi tiếp đến là trừ 1. Rồi tiếp đến sẽ là trừ 2. Khi đó thì mình suy ra được ngay phương trình đường thẳng delta của chúng ta sẽ là x cộng 3 phần 5 nè, bằng y trừ 2 phần trừ 1 và bằng z trừ 3 phần trừ 2. Các bạn nhớ, điểm A cô viết lại tọa độ, nó đang có tọa độ là trừ 3, 2, 3 mà. Được chưa nào? Như vậy đối chiếu với 4 phương, 3, phương án nè. X cộng 3, y trừ 2, z trừ 3, rồi 5 trừ 1, 2. Rồi các bạn chọn ngay được là phương án C. Được chưa các bạn? Thấy được không? Rồi, chúng ta xong. Câu này thì cũng không có vấn đề gì hết đúng không? Nắm vững được cái phương pháp để viết cái phương trình đường thẳng. Đặc biệt trường hợp cụ thể đây là phương trình chính tắc, thì các bạn cần tọa độ điểm đi qua nè và một vector, tọa độ vector chỉ phương, thì căn cứ vào từng cái dữ kiện mà đề bài cho các bạn phân tích và lôi ra được đúng cái mà mình cần, căn cứ dữ kiện để tìm cho được cái chỉ phương của đường thẳng là ok. Xong câu số 42 nha. Câu 43. Câu 43 này là một câu về xác suất. Xác suất được học hồi học kỳ 1 của lớp 11 rồi đúng không? Câu hỏi còn nhớ gì câu này không? Có làm được câu này không các bạn? Đáp số của các bạn phần này bao nhiêu? Còn nhớ không? Rồi cô cho các bạn thời gian để bạn đọc đề hỏi như thế nào nha. Và thử comment cho cô hỏi đáp án của cái câu này là bao nhiêu nha. Nãy giờ tự cô giải quá trời rồi. Các bạn cũng đối chiếu so sánh được với cái bài làm của mình rồi đúng không? Khi mà cô giải đề thì các bạn lấy lại cái phần mà các bạn đã nháp trong quá trình mà các bạn làm đề ấy. Xem ra thử coi thử đối chiếu lại thử là từng câu thì lúc đó mình giải nó đã là cái cách tối ưu hay chưa, ngắn nhất hay chưa. Hay đôi khi cái cách cô làm nó dài hơn cách các bạn thì sao, không biết chừng. Cho nên là các bạn coi thử là mình có thể học hỏi trao đổi với nhau thử là có cái cách nào ngắn gọn nhất hay không. Mình giải trắc nghiệm thì cái tốc độ cũng là một trong những cái vấn đề rất quan trọng. Rồi, bây giờ tới câu 43 nè. Xử lý như thế nào đây? Đề bài cho chúng ta x là tập tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Và bây giờ chúng ta lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập x các bạn. Đề này của in chắc là nó bị lỗi một số ký hiệu về mắt thai rồi. Rồi, tính xác suất để số lấy được luôn chứa đúng 3 chữ số. Chắc là cô chọn cái file nháp chưa có chỉnh sửa cẩn thận, chứ đề của các bạn là phần này đã được khắc phục rồi đúng không? Và 3 chữ số này, 3 chữ số này đứng cạnh nhau có số chẵn đứng giữa hai số lẻ. Hiểu cái quy trình của bài này nó nói gì không? Đầu tiên nè, trong tập x của tôi á là nó đang có
các cái số tự nhiên có 6 chữ số đổi màu khác nhau. Bây giờ mới bốc ra một cái số từ trong tập X, mà sao cho cái số đó nó thỏa mãn cái điều kiện gì? À, trong đó nè, nó có 3 chữ số được bốc từ những cái con số 1, 2, 3, 4, 5 này, sao cho cái số chẵn nó nằm giữa số lẻ. Đó. Còn lại 3 chữ số còn lại thì nó là gì cũng được, không sao hết. Như vậy thì làm thế nào để giải quyết cái này? Đầu tiên, tính không gian mẫu trước, đúng không? Xác suất mà, tính không gian mẫu. Không gian mẫu là cái gì? Là số phần tử của tập X này. X là cái gì các bạn? X của chúng ta đang là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Ví dụ như cô gọi cái số X đó có dạng biểu diễn như thế này đi. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Được chưa? Số tự nhiên có 6 chữ số. Thì cái này quen thuộc với các bạn rồi. Chọn A1 chúng ta có mấy cách chọn? À, chữ số đứng đầu tiên thì nó phải khác 0 đã nè. Như vậy thì chúng ta dùng các chữ số từ 0 đến 9 để lập nên các số tự nhiên, đúng không? Như vậy thì nó khác 0, nó chỉ còn lại 9 chữ số từ 1 đến 9 thôi. 9 chữ số. Tương tự A2 này phải như thế nào? Bởi vì các chữ số là đôi một khác nhau nên A2 này nó phải khác A1, đúng chưa nào? A2 này phải khác A1 thì nó cũng còn lại là 9 cách chọn. Bỏ con A1 đi rồi mà, còn 9 cách chọn tương tự như A3 cũng thế. Các bạn có thể làm từ từ như vậy, hoặc các bạn cũng có thể lấy nè, từ 5 cái chữ số từ A2 cho tới A6. Tức là các bạn lấy 5 trong 9 chữ số còn lại và sắp xếp chúng thì nó chính là một chỉnh hợp chập 5 của 9. 9 nhân với A59 nè. Thì đây chính là cái kết quả không gian mẫu. À, lát nữa mình sẽ tính toán sau ha. Rồi bây giờ xử lý tiếp tới cái biến cố. Coi thử người ta nói tới chuyện gì. Số lấy ra có 3 chữ số. Bây giờ cô viết dạng của 3 chữ số. Ví dụ 3 chữ số là ABC. Rồi, điều kiện ràng buộc là ABC này nó phải thuộc trong cái tập Y gồm các phần tử là 1, 2, 3, 4, 5. Đồng thời thì 3 chữ số này đứng cạnh nhau ha. Đứng cạnh nhau. Đứng cạnh nhau nè. Và chẵn ở giữa. Số chẵn các bạn, ở giữa lẻ. Ở giữa hai bên là hai số lẻ đấy. Đó, cô ghi ngắn gọn lại như vậy thôi ha. Rồi xem thử là mình sẽ lập được bao nhiêu số thỏa điều kiện này. Các bạn xem. Rồi, thì đây dễ dễ nè. Mình chọn hàng B trước. Số chẵn ở giữa hai số lẻ đúng không? Như vậy ở đây nè, B phải là số chẵn. Từ cái tập Y này có những số nào chẵn các bạn? Số 2 và số 4. Như vậy chọn B này á thì mình có hai cách nè. Chọn A có mấy cách? Chọn A với C của ghi chung luôn ha. Chọn A với C nè thì các bạn lấy nó phải là số lẻ. Đúng chưa nào? Lấy nó là số lẻ và ba số này phải đứng cạnh nhau rồi không nói ha. Từ 1, 3 và 5. Như vậy mình sẽ lấy ra hai số và sắp xếp nó đúng không? Như vậy nó là A2, 3. Như vậy thì đối với cái số ABC thỏa cái ràng buộc này nè, thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 nhân với A2, 3. Đây là quy tắc nhân nha. Mình chọn B rồi nè. Quy trình tiếp theo của chúng ta là đến chọn AC. Đây nó là quy tắc nhân. Được chưa nào? Thì các bạn nếu mà giải nhanh ra được chỗ này á, thì là 6 nhân với 2 là 12 nè. 12 số. Rồi bây giờ, chúng cô tạm bó ba cái số này lại thành một cái số bự. Cô gọi số đó là A. Lưu ý cái A này mình trong đó nó có 3 chữ số lận nha. Thì bây giờ nó còn 3 chữ số còn lại. Tại vì cái con số mình bốc ra là từ cái tập X, mà tập X có đến 6 chữ số lận, là số có 6 chữ số. Như vậy 3 chữ số còn lại được chọn như thế nào? Đó, thì có phải 3 chữ số còn lại nó khác đi cái tập Y, bởi vì các số trong X là đôi một khác nhau. Như vậy thì mình chọn tiếp nè. Các cái số còn lại gồm có 0 nè, 6, 7, 8, 9. Rồi đụng tới con 0 các bạn, đụng tới con 0 thấy hơi bị mệt đúng không? Tại vì con 0 khi mình viết số thì nó không thể nào là chữ số đứng đầu được hết. Như vậy bây giờ cách làm là làm thế nào? Nếu như mà mình cứ chia trường hợp là 0 đứng đầu, rồi đến cái cục 3 chữ số ABC, rồi đến 2 chữ số còn lại. Rồi hoặc là cái cục ABC nó đứng trước, rồi đến 0, rồi đến 2 chữ số còn lại. Thì thấy hơi bị nhiều trường hợp. Mà trong bài toán xác suất mà nếu chúng ta chia mà thấy hơi nhiều trường hợp, chúng ta thường suy nghĩ hướng là làm theo phần bù. Như vậy thì bây giờ cô viết bất chấp con không nó ở đâu cũng được. Sau đó thì cô tính cái số mà con không nó ở đầu, sau đó cô trừ cho nhau thôi là sẽ ra được cái yêu cầu cần tính của mình, được chưa? Như vậy bây giờ sao nè? Đầu tiên xếp cho ba chữ số nha. Nếu như mà mình chọn con không luôn thì ở đây nè, có phải là mình bốc ra ba chữ số trong năm chữ số còn lại, lấy ba trong năm số thì mình có là C35. Rồi, tại sao cô không nói sắp xếp cái này?
Các bạn lưu ý là các bạn bút ba cái số này ra, rồi các bạn kết hợp với ba cái số nãy này này mà cô bó nó lại một cột, cô gọi nó là A rồi đó. Đứng chung ở đây cô gọi ba số lấy ra là D, E, F, D. Đó. Thì bây giờ thực hiện cái gì? Hoán vị. Nhưng hoán vị mấy phần tử? Bốn phần tử là cái cục A này là một nè, D, E, F, đó, 2, 3, 4, 4 phần tử. Như vậy đây là C, 3, 5, rồi nhân tiếp với 4 dây thừa nè, rồi nhân tiếp với 12 số. Thì nó sẽ ra được là các cái số mà mình bốc ra được từ cái tập X mà nó có số lẻ đứng giữa số chẵn, à, đứng kế nhau, ba số là đứng kế nhau, đồng thời vẫn có con không có khả năng đứng đầu. Đấy, nhiều đây là cái quả nhiều là có cả chữ số 0 đứng đầu. Bây giờ mình xem thử có bao nhiêu số lập nên mà không có chữ số 0 đứng đầu. Đó, làm như thế nào? Giờ đếm thử trong trường hợp có chữ số 0 đứng đầu nó như thế nào nha. Đây, mình tính trường hợp riêng nè, chữ số 0 phải đứng đầu nè. Khi chữ số 0 đứng đầu mình chọn con 0 ra, bỏ ra một bên rồi đúng không? Cho nó đứng đầu mà. Như vậy thì khi đó mình chỉ còn chọn hai số trong cái tập này thôi, bỏ con 0 rồi thì tập này còn 4 số, chọn 2 trong 4 là C24. Được chưa nào? Sau đó thì con 0 đã ra ngoài cuộc chơi. Như vậy khi đó cái giải mình lập nên từ các chữ số chỉ còn lại là ba chữ số này kết hợp lại. Con 0 đứng đầu nè các bạn, cô giả sử trường hợp minh họa, còn lại là DE thôi. Đây, DE thôi. Được chưa? Thì các bạn sẽ có nè, con A này với D với E sẽ thực hiện hoán vị của ba phần tử thôi, ba phần tử. Đó, nhân với cái cách chọn từ cái số A này là nhân với 12 luôn. Thì đây là có chữ số 0 đứng đầu nè. Như vậy, nếu như mà cô gọi cái tập B là tập của các biến cố mà nó xảy ra được cái chuyện là xác suất để số lấy ra có chứa đúng ba chữ số thuộc tập Y và ba chữ số này đứng cạnh nhau, có số chẵn đứng giữa hai số lẻ, thì các bạn sẽ tính được là số phần tử của biến cố B này là như thế nào. Có phải đầu tiên nè, các bạn sẽ lấy đầu là tất cả các chữ số tất tần tật luôn, có chữ số 0 luôn, đứng ở đâu cũng được luôn nè. Trừ cho cái trường hợp mà có chữ số 0 đứng đầu, là trừ cho cái trường hợp này, trừ cho C24, 3 dây thừa nhân 12. Thì đây, các bạn tính được số phần tử của biến cố. Rồi giờ mình thực hiện tính toán thôi ha. Ở đây các bạn sẽ tính được nè. Đây ha, nhìn được chưa? Rồi tính. Đây các bạn tính, các bạn cứ bấm máy tính thôi các bạn. Nhân với 4 dây thừa, cô xin lỗi các bạn, 4 dây thừa. Rồi nhân với lại là mười hai trừ cho 4 C2 nhân với 3 dây thừa nhân với 12 thì các bạn được kết quả đây. Ở đây cô bấm nhầm này các bạn, 4 C2. Ở đây các bạn cẩn thận ha, khi bấm thì các bạn thực hiện bấm cho chính xác một tí. Cô nhích qua để các bạn thấy được cái số cô bấm trên màn hình nè. 5 C3 nhân 4 dây thừa nhân 12, rồi 4 C2 nhân với lại 3 dây thừa, rồi nhân tiếp với 12 luôn. Thì nó ra được kết quả là 2448. Không gian mẫu của chúng ta ở trên này là 9 nhân với lại là 9A5. Thì các bạn được ở dưới này, tính ở trên này là 136.080. Rồi các bạn tính xác suất chia thôi ha, 2448 chia. Thì được kết quả là 17/945. 17/945 như vậy nó là phương án D. Được chưa? Đây là một câu hỏi về xác suất cũng hơi hơi phức tạp, làm phải cẩn thận một tí ha. Nếu bạn nào không có chú ý cái trường hợp mà có cái chữ số 0 này á thì thường sẽ bị sai sót, hoặc là khi mà các bạn chia trường hợp mà không nghĩ đến chuyện phần bù, làm phần bù á, thì có thể các bạn sẽ bị thiếu trường hợp và dẫn đến là sai kết quả của bài toán. Nên cẩn thận ha, làm toán về xác suất thì các bạn cẩn thận một tí, ráng suy nghĩ thấu đáo, quét hết tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Được chưa nào? Chúng ta kết thúc câu số 43. Rồi bây giờ câu 39 nè. Câu 39 này mường tượng tí nó là bài toán thực tế, nhưng mà có khó không? Không khó nha, đọc thử đề chưa? Đừng nói thấy dài quá không đọc nha.
Bạn Lan quyết định tiết kiệm một tuần để có thể mua được đĩa CD ca nhạc yêu thích. Mỗi ngày thì bạn bỏ tiết kiệm nhiều hơn ngày trước đó ca đồng. Chuyện gì xảy ra đây? Ngày thứ hai tôi bỏ nhiều hơn ngày thứ nhất ca đồng. Ngày thứ ba thì nhiều hơn ngày thứ hai ca đồng. Cứ ngày ngay phía sau thì liền kề ngày trước nó hơn thua nhau là ca đồng, ngày sau nhiều hơn ca đồng mà. Như vậy nó là quy luật của gì? Cấp số cộng, được chưa? Như vậy thì sao? Thì sao? Xem tiếp nào. Rồi thì bạn có ghi chép lại cái quá trình đó nhưng mà cái quyển sổ của bạn nó bị ướt mất nên là bây giờ bạn không biết được là cái ngày thứ năm bạn tiết kiệm bao nhiêu, nhưng biết được số tiền tiết kiệm của ngày thứ tư là 11.000 và ngày thứ sáu là 15.000. Biết được U4 và U6 cần tính U5, mà đây là quy luật của cấp số cộng thì tính được ngay U5 chính bằng trung bình cộng của U4 và U6. Quá nhẹ nhàng. Cộng vô 11 cộng 15 là 26, chia đôi ra được là 13.000. Được chưa nào? Đó là ra được số tiền tiết kiệm của ngày thứ năm. Nhưng mà bây giờ người ta còn hỏi tiếp á là giá trị của K. K là cái gì vậy các bạn? K là cái gì? K là công bội. Công bội thì các bạn làm sao? Công bội K ha. Trong trường hợp bình thường các bạn học về cấp số cộng thì nó là chữ D ấy. Công sai, cô xin lỗi. Công bội lại nói qua cấp số nhân rồi. Lộn xộn quá. Được chưa nào? Ở đây ha, nhắc lại luôn. Đây, công sai nha. Sai quá sai. Công sai bình thường các bạn học trong trường hợp tổng quát thì nó là chữ D á. Thì các bạn có mối liên hệ là UN cộng 1 thì bằng UN cộng với D. Cho nên ở đây các bạn sẽ có nè, K thì sẽ bằng U5 trừ lại cho U4. U5 của mình là 13, U4 của mình là 11.000. Cho nên khi trừ ra thì nó là 2.000. Được chưa? Trừ ra 2.000. Như vậy thì các bạn có được là bằng 2.000 nè. Khi đó thì các bạn sẽ chọn được ngay kết quả là 13.000 và 2.000 là phương án A. Được chưa nào? Đó, nhẹ nhàng thôi, cái đề nó hơi dài dài, đọc cho vui vui thôi. Chứ cũng không có vấn đề gì hết. À, kỹ một tí nó đụng chạm đến kiến thức của lớp 11 tiết. Ha, nội dung về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân. Thì nhớ các bạn ôn lại luôn về cấp số nhân nha. Đừng có chỉ ôn cấp số cộng không thôi đó. Tiếp tục. Rồi, đến phần nào? Góc các bạn. Liên quan tới cái phần hình học của điểm của lớp 11 rồi đây. Cho hình lăn trụ đứng A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy có đáy là một tam giác vuông cân tại B. Rồi cô mô phỏng cái hình ha. Mô phỏng cái hình. Hình này thì cũng quá phức tạp nên cô vẽ bằng tay nha các bạn. Còn những cái hình nào mà phức tạp quá thì là mình sẽ vẽ bằng thước cho nó dễ nhìn. Rồi A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Tam giác vuông cân tại B nha. Vuông. Ở dưới này cũng vuông nè. Rồi, AB là bằng A. Và BB phẩy là A căn 3. Đề bài yêu cầu chúng ta tính góc giữa đường A phẩy B và mặt BC, C phẩy, B phẩy. A phẩy B là đường này. Đó. Rồi, tính góc nè. A phẩy B và mặt BC, C phẩy, B phẩy. Mà muốn tính góc giữa đường với mặt thì mình sẽ tìm góc giữa đường và hình chiếu của đường lên mặt. Thì các bạn thấy là A phẩy B mà chiếu lên mặt BC, C phẩy, B phẩy thì nó có chung điểm B rồi. Chiếu lên là B nè. Còn A phẩy chiếu lên là cái nào? Lưu ý, tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy là tam giác vuông cân, tức là các bạn có A phẩy, B phẩy nó đang vuông góc với B phẩy C phẩy. Đồng thời A phẩy B phẩy cũng vuông góc được với B B phẩy do ở đây là hình lăn trụ đứng mà. Cho nên khi đó A phẩy B phẩy nó vuông góc với mặt B C C phẩy B phẩy luôn. Hình chiếu của A phẩy chính là điểm B phẩy. Như vậy chiếu lên đây thì đây là B phẩy. Góc giữa hai đường này. A phẩy B, B phẩy B. A phẩy B, B phẩy B. Góc tại B luôn. Khẳng định luôn nó chính là góc A phẩy B, B phẩy. Bởi vì ở đây là tam giác vuông. Tam giác vuông rồi. A phẩy B, B phẩy. Rồi, tính góc này. Tính như thế nào nè? Tính thì mình áp dụng từ những cái dữ kiện số liệu đề bài cho AB, tức là cho A phẩy B phẩy bằng A rồi. Có A phẩy B phẩy, có B B phẩy là cạnh đối và cạnh kề trong tam giác vuông thì mình tính ngay được ha. Tan của cái góc A phẩy B B phẩy lúc này chính bằng đối là A phẩy B phẩy chia kề là B B phẩy. Nó sẽ bằng là A chia cho A căn 3. Thì cái này rút gọn A còn 1 phần căn 3. Tan bằng 1 phần căn 3. Suy ra ngay góc bao nhiêu độ?
nhớ không? Ai không nhớ thì đi bấm máy tính ha. Giá trị lượng giác của góc đặc biệt bằng 30 độ. 30 độ thì chọn ngay phương án A. Quá dễ. Này thì cho điểm mà, đúng không? Tao đến nỗi nào đâu. Rồi, như vậy chúng ta vừa làm một loạt đi qua 8 câu của mức độ vận dụng rồi. Bây giờ tới những câu căng thẳng hơn nè, vất vả hơn một tí, tốn chế mực hơn một tí, những câu ở mức độ vận dụng cao. Đầu tiên, câu số 46. Cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như hình vẽ. Rồi, xét hàm số rx như thế này. Hãy xác định số điểm cực trị của hàm số rx. Câu hỏi này khá là thú vị, có liên quan đến cực trị mà hàm của chúng ta lại chứa dấu giá trị tuyệt đối nữa. Thì cô nhắc cho các bạn một cái điểm lý thuyết nâng cao mà các bạn học về cực trị của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối. Đầu tiên, cái số điểm cực trị của cái hàm f tuyệt đối x. Các bạn, số điểm cực trị ha. Sẽ bằng 2a cộng 1. Trong đó a là cái gì? A là số điểm cực trị dương của cái hàm fx các bạn. Tại sao mình có cái cách xác định như vậy? Thì đây, cô không đi xây dựng lại lý thuyết mà cô minh họa lại cho các bạn hình ảnh một đồ thị để các bạn dễ nhớ thôi ha. Thì các bạn thấy nè, chẳng hạn như cô đang có một cái hàm bậc 3. Đơn giản như này, hàm bậc 3, được chưa? Bây giờ, đây là hàm y bằng fx. Để suy ra được đồ thị của cái hàm y bằng f tuyệt đối của x á, có phải là cô sẽ giữ nguyên cái phần đồ thị nằm ở bên phải trục OI, bỏ đi phần đồ thị nằm bên trái trục OI, bỏ đi phần này. Sau đó làm sao nữa? Sau đó lấy đối xứng phần đồ thị nằm bên phải qua trục OI, tức là lấy đối xứng qua, cô sẽ có được cái này nè. Cái cạnh đối xứng y hệt như vậy luôn ha. Này, thì các bạn sẽ thấy nè, cái hàm ban đầu của chúng ta nó có hai cực trị nè, một điểm và hai điểm, trong đó nó có một cực trị dương là điểm này, đúng không? Thì khi đó cái hàm f tuyệt đối của x của chúng ta lại có nè 1, 2 và 3 cực trị được sinh ra như thế nào. Nếu như bên này có một cực trị dương, lấy đối xứng qua sẽ có thêm một cái nữa, cho nên nếu như bên này mà có a cực trị dương thì cái hàm f tuyệt đối của x sẽ có 2a cộng thêm với cái một cái điểm tại điểm cắt của cái trục tung này nữa, được chưa? Nên nó sẽ có là 2a cộng một điểm cực trị. Như vậy áp dụng vào thì muốn mà có được số điểm cực trị của cái hàm rx này, đầu tiên cô sẽ phải tìm số điểm cực trị của hàm này trước các bạn. Hàm giả sử cô đặt là hx bằng f của x trừ 4, cô phải suy ra từ cái hàm không có tuyệt đối trước. Còn cái phần hệ số tự do ở phía sau á, thì không quan trọng ha. Cái phần này thì thực ra là mình làm từ cái bước tỉnh tiến đồ thị thôi, nó không ảnh hưởng đến số điểm cực trị. Như vậy bây giờ làm sao? Muốn tìm về cực trị, các bạn cũng sẽ lấy đạo hàm h phẩy của mình sẽ bằng nè f phẩy của x trừ 4. Phần đạo hàm này thì nó bằng 0 rồi. Sau đó cho h phẩy bằng 0. H phẩy bằng 0 của chúng ta thì nó sẽ tương ứng với chuyện f phẩy của x trừ 4 bằng 0. Và chúng ta dựa vào cái bảng biến thiên thì chúng ta sẽ có nè. Tại đạo hàm bằng 0 ở đây, cô xin lỗi các bạn ha, đề của cô ngay chỗ đây bị thiếu nè, đây là một con số 0 luôn. Thì các bạn sẽ thấy nè, đạo hàm bằng 0 thì có những giá trị là trừ 2, trừ 1, 3 và 5 làm cho đạo hàm bằng 0. Như vậy ở đây tương đương với x trừ 4 của chúng ta bằng trừ 2 hoặc là bằng trừ 1 hoặc cũng có thể bằng 3 hoặc cũng có thể bằng 5. Tương ứng như vậy thì mình sẽ xử lý được x thôi. X của chúng ta ở đây là 2 nè, hoặc là bằng bao nhiêu? 3, hoặc có thể là 7, hoặc cũng có thể là 9. Thì rõ ràng đến đây các bạn thấy nè, bốn cái điểm cực trị này đều là bốn điểm cực trị dương của cái hàm là hàm hx. Mà từ cái hàm hx làm thế nào để cô suy ra được hàm rx? Có phải rx của cô được suy ra thì đặt thêm cái tuyệt đối vào ở bên trong này không? Chính là bằng f trị tuyệt đối x trừ 4. Đây ha, tuyệt đối các bạn. Rồi cộng với 2018 mũ 2019. Thì nếu như vậy á, thì cái hàm không có tuyệt đối nó đang có bốn cực trị dương như vậy thì hàm này sẽ có là 2 nhân 4 cộng 1 là bằng 9 điểm cực trị. Như vậy thì đến đây chúng ta chọn ngay được phương án C. Được chưa nào? Thì cái phần này á, nếu như mà các bạn đã được học qua về lý thuyết, các bạn sẽ xử lý dễ thôi chứ nó cũng không có gì khó khăn. Nhưng mà nếu như mình chưa biết về lý thuyết
thì đúng là nó trở thành một câu khó ha, các bạn lưu ý những cái điểm kiến thức này. Rồi, tiếp theo nè, chúng ta sẽ đến với câu số 48. Câu này là một câu vận dụng về cái phần hàm số mũ, hàm số liệu thừa, hàm số logic ở chương 2 của các bạn liên quan đến bài toán lãi suất. Và các bạn lưu ý đọc thật kỹ đề ha. Ở đây thì đầu mỗi tháng chị B đều gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng. Có nghĩa là tháng nào cũng gửi, đều đặn mỗi tháng đều gửi, chứ không phải chỉ có gửi tháng đầu tiên nha. Lưu ý là tháng nào chị cũng đều gửi 3 triệu hết. Với cái hình thức lãi suất là 0,6% một tháng. Và bài toán này là bài toán lãi kép ha, lãi kép nè. Rồi, lãi suất không thay đổi trong suốt cái quá trình chị gửi tiền, hỏi rằng là mất ít nhất là bao nhiêu tháng để mà chị có được cái số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn là 150 triệu đồng. Được chưa nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta quan sát. Làm thế nào để giải quyết câu này? Các bạn thấy á, là nếu như mà bạn nào đã nhớ được cái công thức của bài toán lãi kép trong cái trường hợp mà gửi đều đặn hàng tháng thì dĩ nhiên là các bạn sẽ xử lý nhanh thôi. Còn nếu như không nhớ thì ở đây cô nhắc lại nhanh cái cách xây dựng ha. Trong một cái trường hợp tổng quát, nếu như ở đây cô nói là gửi đều đặn ha, một cái khoản tiền là A triệu đồng. A triệu đồng với lãi suất là R%. Kỳ hạn ở đây cô tính theo tháng. Thì cái số tiền mà sau n tháng thu được sẽ được tính như thế nào? Đầu tiên, cô bắt đầu làm từ quy nạp sau một tháng. Thì người gửi sẽ thu được số tiền nè. Ban đầu gửi vào là A. Cô đặt đây là T1 ha, là A. Rồi, lãi suất là R%, như vậy ở đây sẽ là A nhân với R% là tiền lãi cộng với tiền gốc ban đầu, thì mình sẽ được số tiền là A thừa số cho 1 cộng với R%. Được chưa? Tương tự như vậy thì tính sau 2 tháng. Sau 2 tháng thì chuyện gì xảy ra? Cái đầu tháng thứ hai á, người ta lại gửi tiếp A triệu đồng nữa, cho nên ở đây nè, cái số tiền có ở đầu tháng thứ hai sẽ là cái khoản này cộng thêm với A triệu đồng nữa. Và được tính lãi nguyên cả cái khoản tiền này các bạn, được tính lãi là R% tiếp, cho nên ha, mình sẽ có được là nhân với 1 cộng R%. Tương tự này, mình thay cái khoản A này chính là cả cái biểu ngoặc đơn này thôi. Được chưa? Đây là số tiền sau tháng thứ hai. Thì ở đây mình thực hiện biến đổi một tí cho nó dễ ha. Rút A ra ngoài đi. Và sau đó thực hiện nhân vào thì cô sẽ được là 1 cộng R% nè. Bình phương. Rồi ở bên này là cộng với lại A nhân với 1 cộng R%. Thực hiện tương tự thì sau N tháng mình quy nạp mình sẽ được cái số tiền là TN nè. Sẽ được. Các bạn thấy hai tháng thì mũ 2 cộng về mũ 1, như vậy n tháng thì sẽ từ mũ n cộng về đến mũ 1. Vân vân ha. Cộng cho đến a thừa số cho 1 cộng R% thôi. Thì các bạn thấy rằng á là chúng ta phải thực hiện tính tổng này, và tổng này được tính như thế nào? Thì bạn lưu ý ở đây nè. Đầu tiên cô đặt ra trước a thừa số cho 1 cộng R là nhân tử chung trước 1 cộng R%. Ở bên trong, lúc này cô viết ngược lại để cho các bạn dễ thấy nha. Viết ngược lại bên này sẽ là 1 nè. Bên này các bạn hình dung là trước nó, ngay trước nó sẽ là A thừa số cho 1 cộng R%, tất cả bình phương đúng không? Mà rút cái này ra thì nó còn là 1 cộng R%. Vân vân, cộng hoài đến cái kết quả cuối cùng sẽ là 1 cộng R% mũ N trừ 1 thôi. Cô sửa này thành mặt vuông. Như vậy vấn đề là xử lý cái mặt vuông này. Mặt vuông này là cái gì? Thì các bạn sẽ thấy nè, đây chính là tổng của một cấp số nhân. Được chưa? Có cái U1 của chúng ta đúng bằng bằng 1 nè. Rồi, cái U2 nè, U2 của chúng ta là 1 cộng R%, tức là cái công bội trong trường hợp này đang bằng 1 cộng R% luôn các bạn. Và đây là tổng của một cấp số nhân từ U1 cho đến UN, lưu ý ha, ở đây là mũ 0 thì ở đây là mũ N trừ 1 nè, cho nên nó có N số hạng lận. Thì các bạn sẽ có được công thức thôi. Công thức nó là gì? Nhớ không? Công thức của tổng cấp số nhân là U1 bằng 1, không cần ghi ha, nhân với Q mũ N trừ 1. Q mũ N của chúng ta chính là 1 cộng R% tất cả mũ N trừ cho 1 phần phần Q trừ 1 đúng không? Q trừ 1 ở đây thì 1 trừ nó mất rồi các bạn, còn lại R% thôi. Được chưa nào? Thì đến đây các bạn sẽ có được cái công thức tổng quát rồi, cho nên là áp dụng vào bài này thôi. Bài này người ta cho như thế nào nè? Người ta cho các bạn là ở đây hàng tháng thì chị gửi vào 3 triệu đồng, như vậy A của chúng ta đang bằng 3 nè. 1 cộng với R%, R đang là 0,6 ha, 0,6%. Tiếp theo,
1 cộng với 0,6% tất cả mũ n mình chưa biết và đang đi xử lý cái con n này, trừ cho 1 tất cả chia cho r phần trăm chính là 0,6%. Người ta nói rằng là chị B muốn có được số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn 150 triệu, nhiều hơn như vậy, ngay chỗ đây là lớn hơn hẳn 150. Như vậy vấn đề của chúng ta là cái gì? Đi giải bất phương trình này để tìm n. Ha, bấm máy tính giải thôi. Thì các bạn xử lý nhanh. Ở đây các bạn có thể tính như sau nè. Rồi. Đầu tiên chuyển cái 0,6% này qua ha, là 150 này nhân với 0,6%. Rồi, chia tiếp cho cái phần phía trước này, chia 3, chia cho 1 cộng 0,6%. Rồi, tiếp tục tới phần này, tiền tử này đúng không? Cộng 1 lại nè. Sau đó, cô xin lỗi ha, cô bấm 2 lần cộng 1 rồi. Thì 653 phần 503 các bạn sẽ lấy log ha, cơ số 1 không phải, cộng với 0,6% của này. Do hồi nãy cô đã bấm 1 lần rồi cho nên phải lưu lại cái quả này thôi các bạn. Rồi bấm log cơ số là 1 cộng 0,6%. Ở bên trên chính là 653. Thì các bạn sẽ được kết quả là n của chúng ta nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 43,6. Như vậy thì sau ít nhất là 44 tháng. Các bạn lưu ý ha, cô xin lỗi không có dấu bằng các bạn. Nó lớn hơn hẳn con số 43,6, như vậy phải ít nhất là gửi trong 44 tháng lận, được chưa, thì mới đủ được cái số tiền là 150 triệu cả gốc và lãi. Chọn ngay được phương án C. Được chưa nào? Cái phần này các bạn giải bất phương trình thôi ha, không có vấn đề gì. Rồi, chúng ta xong câu số 48. Vừa qua thì cô chợt nhớ ra là cô đã bỏ sót cho các bạn một câu cũng khá là khó của cái phần khảo sát hàm số. Nhớ câu nào không? Chúng ta quay trở lại một tí nha. Đây. Câu này. Câu này liên quan tận dụng tới việc mà giải bất phương trình các bạn. Có muốn bỏ qua câu này không? Có hướng giải câu này chưa? Câu số 47 trong đề. Người ta cho các bạn bảng biến thiên của hàm fx và từ đó hỏi số giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình này lớn hơn hoặc bằng m có nghiệm trên cái khoảng từ -2 tới 1. Đây là dựa vào bảng biến thiên để nhận định về cái nghiệm của bất phương trình trên một khoảng. Thấy là tùm lum hết, đúng phức tạp luôn. Như vậy xử lý như thế nào? Thì các bạn quan sát thấy nè. Đầu tiên, ở đây nó có những cái chỗ có chữ fx. Như vậy mình phải đánh giá fx của mình nó như thế nào trong cái khoảng từ -2 đến 1 đã. Thì các bạn thấy nè, trên cái khoảng từ -2 tới 1 của các bạn dựa vào bảng biến thiên, thì các bạn thấy fx của chúng ta bắt đầu giảm từ 4 về 2 xong rồi tăng lại lên 3. Nhận định là nó luôn đi từ 2 trở lên. Như vậy thì các bạn thấy fx luôn lớn hơn hoặc bằng 2 với mọi x thuộc trong cái khoảng từ -2 tới 1. Ở đây các bạn lưu ý là các bạn xét cho cô cái dấu bằng xảy ra. Tại sao? Tại vì trong cái bất phương trình của chúng ta nhấn mạnh cái có cái dấu bằng. Nên cẩn thận ha. Trường hợp bất phương trình có dấu bằng đặc biệt chú ý. Như vậy thì fx bằng 2 khi nào? Fx bằng 2 khi nào đây các bạn? Khi x của chúng ta bằng 0. Dấu bằng xảy ra nè, khi x bằng 0. Được chưa? Rồi bây giờ xử lý làm sao? Bây giờ nhìn đến bất phương trình. Bất phương trình của chúng ta nè, nó có thứ nhất có liên quan fx. Đây, thì mình đã khai thác được cái chuyện fx rồi. Bây giờ mình xét thử cái ngoặc còn lại này nè, cái ngoặc đơn bên vế trái này, nó sẽ như thế nào trong cái khoảng từ -2 tới 1. Thì các bạn khai thác từ những cái vế bên trong. Đầu tiên với fx lớn hơn bằng 2 thì cô sẽ lấy nè log cơ số 2, 2 vế. Thì bên này sẽ là log cơ số 2 của 2 chính là 1 nè. Đúng không? Lưu ý với mọi x thuộc trong cái khoảng từ -2 tới 1 luôn. Chặn kỹ ha. Tiếp theo nữa là e mũ fx nữa. E mũ fx thì viết lại là e mũ fx. E mũ fx thì bên này sẽ là gì? E mũ 2. Cũng trong khoảng từ -2 tới 1. Được chưa nào? Rồi đến đây thì các bạn thấy chúng ta phải làm như thế nào? Đầu tiên là thực hiện cộng lại rồi cộng thêm với 1 để nó xuất hiện cái biểu thức y hệt cái phần trong ngoặc này trước đúng không nè. Thì mình sẽ suy ra được nè. Log cơ số 2 của fx cộng với e mũ fx cộng thêm 1 thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng cộng vế theo vế các bạn. Ở đây là e bình phương cộng 1 rồi cộng tiếp với 1 là cộng 2. Cô ghi tắt, làm tắt cho nhanh thôi. Như vậy thì bây giờ làm thế nào để nó xuất hiện vế trái này? Có phải các bạn sẽ
lấy cái dòng này nhân với dòng phía trên, vế theo vế không? Thì cô đánh dấu một tí ha. Ở đây là với mỗi x thuộc trong cái khoảng từ trừ 2 tới 1. Cô đánh dấu này là đẳng thức số 2, này là dòng thứ nhất, được chưa nào? Thì cái này các bạn cũng xét dấu bằng xảy ra ha. Dĩ nhiên dấu bằng nó cũng xảy ra khi á là x của chúng ta bằng 0. Cẩn thận cái chỗ này ha. Đó, khi làm việc với bắt đẳng thức kép dấu bằng phải xét dấu bằng. Rồi như vậy thì sao? Bây giờ nhân lại từ 1 và 2 thì mình khi tiến hành vào nhân thì các bạn thấy là cả hai vế phải này đều không âm, nhân vào không có sợ đổi dấu gì hết. Log cơ số 2 fx cộng e mũ fx cộng với 1 tất cả đem nhân với fx sẽ lớn hẳn hoặc bằng. Ở đây nhân vào thì các bạn sẽ có là 2 thừa số cho e bình phương cộng với 2. Thì chúng ta thấy rằng nè, hiểu cái hàm này của chúng ta luôn lớn hơn hoặc bằng 2 thừa số cho e bình phương cộng 2. Tức là mình hiểu nhỏ nhất của nó phải là này. Như vậy muốn cho cái bức phương trình này có nghiệm thì có con m này phải như thế nào? Bé hơn hoặc bằng cái nhỏ nhất này, đúng không? Đúng không? Thì nó mới xảy ra được. Như vậy thì mình chặn ha, yêu cầu bài toán sẽ tương đương. Cái này các bạn kép vô cái điều kiện khoảng x nó nằm ở đâu nha các bạn. Và dĩ nhiên là vẫn kép được dấu bằng xảy ra là khi x bằng 0 ấy. Thì yêu cầu bài toán sẽ xảy ra khi và chỉ khi m này sẽ phải bé hơn hoặc bằng cái 2 thừa số cho e bình phương cộng 2. Rồi tới đây thì chặn m thôi. Máy tính coi thử cái khoảng này nó là gì ha. Thì các bạn sẽ xử lý nè. 2 e bình phương cộng 2 thì nó khoảng là 18,77. Như vậy mà m các bạn lại có là các cái giá trị nguyên dương. Đây, đề bài này m là các giá trị nguyên dương. Thì các bạn lưu ý là m thuộc các số nguyên dương thì nó không có số 0 nha. Như vậy thì nó chỉ đi từ 1, 2, vân 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 vân. Đến nè, lưu ý bé hơn hoặc bằng 18,77. Như vậy thì số nguyên dương liền kề ở đây là số 18. Mà từ 1 đến 18 thì sẽ có là 18 số. Như vậy ở đây có 18 giá trị nguyên dương của tham số m. Đó, một cái câu về khảo sát hàm số. Cô tính bỏ qua rồi nhưng mà thấy nó cũng khá là lạ nên là đem ra giới thiệu cho các bạn một tí. Được chưa nào? Rồi, bây giờ qua ha. Câu số 50, câu cuối cùng của đề. Nhưng mà thực ra thì mình còn hai câu hình học nữa. Mà cái phần này nó ở cái phần ứng dụng tích phân nên là cô đưa ra ở đây luôn. Thuộc về câu cuối cùng của giải tích mở mức độ vận dụng cao đây. Rồi, đề bài cho chúng ta một cái khuôn viên có dạng nửa hình tròn. Ở trên đó thì người ta thiết kế trồng hoa hồng có dạng một cái parabol như thế này các bạn. Thế bạn thấy là cái phần parabol này dùng trồng hoa hồng ở trong hình được kẻ sọc rồi ha. Có đỉnh trùng với tâm của hình tròn và có trục đối xứng vuông góc với đường kính. Thì ở đây nếu mà cô có một cái trục đối xứng này, kẻ trục đi. Đây. Đây thì vuông góc với đường kính. Ở đây như này thì chẳng hạn. Rồi bây giờ hai đầu mút của parabol nằm trên đường tròn và cách nhau một khoảng bằng 4. Thì các bạn lưu ý cái khoảng của này, nó đang cách nhau một khoảng là 4 các bạn. Được chưa nào? Tiếp tục. Phần còn lại của công viên, tức là cái phần nè của nửa hình tròn nhưng mà không có nằm bên trong parabol các bạn, phần còn lại đây hay phần bên này ha, thì người ta lại tiến hành trồng hoa cúc. Như vậy nè, khuôn viên này có hai phần, một phần trồng hoa hồng là trong parabol, còn một phần ở ngoài là trồng hoa cúc. Bây giờ có các kích thước như hình vẽ, chi phí để trồng hoa hồng và hoa cúc đã cho, và số tiền này được tính là theo từng mét vuông. Và bây giờ hỏi chi phí để trồng hoa cho cả cái khuôn viên này. Như vậy các bạn phải tính được cái diện tích trồng hoa cúc là bao nhiêu mà trồng hoa hồng là bao nhiêu. Như vậy tính như thế nào? Thì đầu tiên ở đây nè, bài toán này nó liên quan đến việc tính ứng dụng tích phân để tính diện tích. Vậy cô hướng các bạn đến là các bạn gắn hệ trục tọa độ để có thể xác định công thức hàm trước, đúng chưa nào? Như vậy ở đây chọn hệ trục tọa độ gắn luôn ha. Ở đây qua chọn như thế này. Đây là trục OX. OX ha. Đó, trùng luôn với cái đường kính của đường tròn người ta đã cho. Tâm O luôn, trùng ở đây. Thì bên này là trục OI. Các bạn thấy bây giờ bắt đầu phải đi xác định dữ kiện đã. Đầu tiên cái đường tròn này của chúng ta có tâm là tại O luôn rồi. Giờ cần thêm bán kính để mới tìm ra được công thức của nó. Như vậy thì bán kính nó chính là OA. A đây nằm trên đường tròn nè. Hoặc là OB cũng được. Ở đây cô chọn OA đi. Mà A này thì như thế nào đây các bạn? A của chúng ta nè. Cái khoảng AB này ha, có độ dài bằng 4. Tức là đoạn này chỉ có 2 thôi.
Mà 2 ở đây thì A này đang có hoành độ là 2 và tung độ chính là đoạn này luôn là bằng 6. Như vậy thì cái bán kính của đường tròn, cô kéo lên trên cho các bạn nhìn ha. Bán kính của đường tròn lúc này nè, R của chúng ta sẽ bằng 9 OA luôn và bằng căn bậc 2 của 4 cộng với 36 bằng 2 căn 10. Khi đã có bán kính, có tọa độ tâm luôn, mình suy ra được ngay phương trình của cái đường tròn C. Chính là tại tâm luôn nên là x bình phương cộng y bình phương bằng bình phương lên là 40. Được chưa nào? Nhưng mà các bạn lưu ý, ở đây mô hình khuôn viên của chúng ta chỉ là nửa đường tròn nằm hoàn toàn ở phía trên của trục hoành. Cho nên mình sẽ suy ra được phương trình của nửa đường tròn nằm trên trục hoành ha, nằm trên trục hoành. Thì các bạn sẽ viết được y bằng căn bậc 2 của 40 trừ cho x bình phương. Mình bỏ cái phần âm đi rồi ha, được chưa nào? Thế thì bây giờ mình làm thế nào để tính diện tích? Các bạn hình dung cái diện tích của nửa hình tròn này dễ dàng xác định tại vì có bán kính rồi đúng không? Tính luôn ha, diện tích của nửa hình tròn. Thì đây nè, cô tạm gọi là S1 đi. Nó chính bằng nè, diện tích của hình tròn là bi bình phương, bi nhân với R bình phương đúng không? Nhưng mà ở đây thì một nửa thôi cho nên chia đôi ra. Ha, bình phương của bán kính đang là 40 chia đôi là 20 pi. Như vậy bây giờ còn xử lý tiếp, tìm cách tính cho được cái diện tích của phần sau. Sau đó thì muốn tính diện tích còn lại, mình chính là bằng hiệu của diện tích hình tròn trừ cho cái phần diện tích trong này. Như vậy thì bây giờ phải tìm ra được công thức của hàm parabol. Phần gạch sọc này các bạn thấy là nó giới hạn bởi nè, cái đường cong là đường tròn này nè. Ngoài ra thì nó còn có cái phần đường parabol này nữa. Như vậy công thức parabol ở đây là gì? Thì các bạn lưu ý, parabol này của chúng ta rất đặc biệt nè, có đỉnh trùng với tại đỉnh O luôn. Như vậy đây là một parabol có dạng y bằng ax bình phương. À, cái dạng này học rất nhiều ở lớp 9 đó. Thì tới đây rồi làm sao? Giờ muốn xác định được hệ số A, mình lấy một điểm thuộc trên parabol thế vào tính. Lấy điểm A ngay. A đang có tọa độ là 2, 6 thuộc vào B. Tức là mình sẽ có nè, 6 thì bằng A nhân với 2 bình phương. Từ đây tính ra ngay được A bằng 3 phần 2. Như vậy thì công thức của parabol của chúng ta, y đang là 3 phần 2 x bình phương. Được chưa? Như vậy đến đây rồi, thì các bạn có tính được cái diện tích của phần giới hạn này không? Tính được, tính như thế nào? Ở đây là S1 rồi, thì cô gọi cái S2 là cái phần diện tích sọc này ha. Thì S2 cô sẽ tính như sau. Tính như thế nào? Nó chính là tích phân nè. Cận từ đâu các bạn? Cận từ khoảng này là 4, bên này là 2 rồi, bên này là trừ 2 nha. Nhớ bên này âm. Cận từ trừ 2 đến 2 của giới hạn bởi 2 hàm là cái phần đường tròn ở ngay chỗ này và cái phần đường cong parabol. Thì ở đây cô bỏ tuyệt đối luôn, bởi vì rõ ràng bạn thấy là đường tròn đang nằm ở trên, giá trị nó lớn hơn rồi. Chính là phương trình nè, căn bậc 2 của 40 trừ cho x bình phương trừ cho cái phần parabol là phần nằm phía dưới đúng không? 3 phần 2 x bình phương. Rồi chúng ta tính tích phân của hàm này, có cận đi từ trừ 2 thứ 2, thế bạn ra được diện tích phần gạch sọc. Khi đã có diện tích phần gạch sọc thì các bạn tính được ngay cái chi phí để chúng ta trồng hoa hồng đúng không? Thì ở đây cái hàm chi phí sẽ tính như thế nào nè. Chi phí của cái phần trồng hoa hồng là, các bạn thấy là trồng hoa hồng là 120.000. Như vậy ở đây là 120 nè, nhân với cái phần S2 cộng tiếp với chi phí trồng hoa cúc. Trồng hoa cúc chính là 80.000 nè, nhân với lại là cái gì nè, cái phần trồng hoa cúc thì các bạn lưu ý nó chính là phần hiệu của diện tích nửa hình tròn trừ cho cái diện tích trồng hoa hồng, chính là hiệu của cái S1 trừ cho S2, rồi nhân với chi phí của nó là 80.000 đồng một mét vuông. Thì cái phần này các bạn dễ dàng sử dụng máy tính cầm tay hỗ trợ để tính, được chưa nào? Thì các bạn sẽ tính ra được cái kết quả là gần bằng 5.701.000 đồng. Đó. Các bạn thế vào thôi. Rõ ràng ha, cái tích phân này các bạn cũng tính được và cái phần S1 này đã có rồi, thì các bạn hoàn toàn thế số bấm máy tính sẽ được kết quả là khoảng 5.701.000 đồng và các bạn chọn ngay được đó là phương án D của chúng ta. Được chưa nào? Phần này thì có lẽ các bạn cũng đã gặp rồi, phần tính toán diện tích qua cái ứng dụng của tích phân ha. Thì các bạn lưu ý một số cái dạng bài toán thực tế nhiều khi nó cũng liên quan tới phần này.
là ứng dụng về hình học. Ngoài ra thì cũng có thể là một số cái bài toán về chuyển động của vật lý đôi khi nó cũng có cái phần ứng dụng của tích phân rất là mạnh. Thì chắc là trong các đề thi thử sắp đến thì các bạn sẽ tiếp tục gặp những dạng bài đó thôi. Rồi, chúng ta đến với câu 45. Câu 45 này á thì nó là một câu yêu cầu tính về thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp ABCNM. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ xử lý câu này như thế nào? Bây giờ các bạn thấy nè, cái hình chóp của chúng ta có đáy là tam giác ABC, có kích thước AC, AB và cái góc A luôn. Thì cô vẽ minh họa nha các bạn. Vẽ minh họa. Ở đây, vẽ nhanh tất cả cái hình thôi nha. Vẽ cái đáy trước. Bài này các bạn có tính được kết quả không? Bài này cô đánh giá khá là hay. Tại vì nó lạ. Nó hay vì nó lạ. Cách làm cũng có thể nói là lạ. Để cô xem thử là các bạn coi thử có làm cái cách giống với cách của cô làm không nha. Các bạn lưu ý ở đây là SA đang vuông góc với đáy ha. Mình cả một cái đường thẳng đứng lên. Rồi. Tiếp sau đó thì người ta nói tiếp á, là từ A này á thì lần lượt cả các cái hình chiếu vuông góc của nó lên A, lên SB và SC ha. Rồi ở đây SB cả vuông góc gọi là M và SC. Thì gọi là N. Bây giờ yêu cầu á là chúng ta phải tính thể tích khối cầu ngoại tiếp cái hình chóp này nè, A rồi B, C, N, M này nha, chứ không phải cái hình chóp SABC ban đầu đâu. Thì bây giờ kỹ thuật tính như nào? Các bạn thấy nè, muốn tính được thể tích khối cầu ngoại tiếp cái khối chóp thì đầu tiên chúng ta phải xác định được bán kính, đúng không? Mà để xác định được bán kính đầu tiên phải định được cái tâm đã. Cái tâm này xác định như nào? Kỹ thuật bài này nó cũng hơi quái một tí, các bạn xem cô làm như thế nào. Đầu tiên, cái cách thông thường cô dựng trước cái đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Và các bạn lưu ý một tí, tam giác ABC của chúng ta đang là tam giác tù, cho nên cái tâm của nó sẽ nằm ở bên ngoài của tam giác. Thì nếu như mà bạn nào cẩn thận, chúng ta có thể tính toán và vẽ chính xác cái tâm nằm ở vị trí nào luôn. Thì ở đây cô vẽ mô phỏng thôi ha. Bạn lưu ý trong hình không gian thì cái đường tròn đó lúc này cô sẽ vẽ nó là hình elip. Vẽ tượng trưng thôi nha. Nó sẽ đi qua đâu đó các đỉnh này. Đây, ví dụ ở đây cô gọi nó là tâm O đi. Được chưa? Thì cái kiểu thuật cô làm ở đây như sau. Cô đi kẻ đường kính AD của cái đường tròn này. Đường kính AD các bạn. Tại sao cô nói bài này nó quái? Nó quái ở kiểu như sau. Bây giờ cô sẽ chỉ ra cho các bạn á, là chính cái quả cầu tâm O mà bán kính OA này nè, nó sẽ đi qua luôn tất cả các điểm B, M, N, C luôn. Xem thử như thế nào nha. Rồi, các bạn kẻ đường kính rồi thì các bạn nhận ra chuyện gì? Ở đây cô vẽ cậu thả một tí, các bạn đừng giống cô nha. Ví dụ như cái đường khoảng phần này các bạn vẽ là nát đứt nè. Khi mà các bạn gọi là vẽ đường kính AD luôn á thì O phải là trung điểm. Đây do là cô vẽ phóng trước cái hình tròn nên là lấy nó hơi sai sai về tỷ lệ một tí. Rồi bây giờ các bạn quan sát, khi AD là đường kính rồi á thì rõ ràng góc ABD của chúng ta là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, cho nên nó vuông. Đó, phần này góc này vuông nè. Tương tự thì các bạn cũng có được nè, ACD cũng là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên nó cũng vuông luôn. Rồi chuyện gì xảy ra? Tới đây rồi thì sao? Thì rõ ràng nè, tới đây á thì mình thấy được á là cô có những cái yếu tố vuông góc tại B và C. Thì tận dụng coi thử á, liệu rằng cái tam giác AMD và tam giác AND của chúng ta có phải là tam giác vuông hay không? Nếu mà nó vuông rồi á thì xong, đúng không? Coi thử nha, tìm cách chứng minh thử nha. Rồi. Đầu tiên cô nối lại trước ha. Ở đây cô không nối SD nha các bạn, để các bạn nhìn thoáng cái hình hơn một tí. Bây giờ xem nè, mình có được á, như cô vừa mới nói, chỗ này là góc B này là góc vuông, cho nên cô có được là BD đang vuông góc được với AB. Mà BD này chúng ta nằm trong mặt đáy cho nên nó sẽ vuông góc được với đường cao SA. Tức là lúc này cô sẽ suy ra được BD đang vuông góc với mặt bên SAB của khối chóp ban đầu.
Mà BD vuông góc với SAB mình sẽ suy ra được BD cũng vuông góc với AM, tại vì AM nằm trong cái mặt này mà. Rồi, vuông góc được với AM. Đầu bài lại cho chúng ta AM vuông góc với SB. Thì đến đây á, các bạn sẽ suy ra được là AM vuông góc với mặt phẳng SBD. Mà AM vuông góc với mặt phẳng SBD có phải AM sẽ vuông góc được với MD không các bạn? Thấy chuyện gì chưa? AM vuông góc được với MD. Hay nói cách khác á, là tam giác AMD của cô đang là tam giác gì? Tam giác vuông đúng không? Dễ thôi. Như vậy thì mình nói một hồi mình có được tam giác AMD là tam giác vuông. Tại M. Và các bạn cũng chứng minh hoàn toàn tương tự thì các bạn cũng sẽ có được tam giác AND bên này cũng là tam giác vuông thôi ha. Các bạn cũng có tam giác AND là tam giác vuông. Thì khi đó có phải nè, đĩa M này nhìn AD với một góc vuông nên nó sẽ thuộc trên cái đường tròn đường kính là AD. Hay nói khác nè, M nó cách O một khoảng không đổi bằng bán kính của chính cái mặt cầu ngoại tiếp của cái đa giác đấy. Tương tự N cũng thế. Như vậy lòng vòng nãy giờ mình suy ra được vấn đề gì? Ta thấy rằng á là các điểm A, B, C, N, M đều cách O một khoảng không đổi bằng bán kính của cái đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy, cho nên nó sẽ thuộc trong mặt cầu có tâm là O và bán kính là OA. Các bạn nhớ trong không gian thì nó là mặt cầu luôn ha. Như vậy bây giờ muốn xác định cái thể tích của khối cầu này thì chúng ta đi xác định bán kính nó trước. Mà như cô nói bán kính ở đây đó chính là bán kính của cái đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Xác định bán kính như thế nào? Ở đây các bạn lưu ý, tam giác ABC người ta cho nè, AB thì bằng A căn 3, AC bằng A và góc A bằng 150 độ. Như vậy từ đây chúng ta có góc là góc A. Thì các bạn nhớ đến định lý sin mà các bạn đã được học, các bạn sẽ có nè, hai lần bán kính thì bằng cái cạnh BC đó chia cho sin A. Như vậy nếu như chúng ta tính được BC thì chúng ta hoàn toàn tính được bán kính. Như vậy bây giờ tính BC như thế nào? Quay lại, trong tam giác có hai cạnh và góc, yêu cầu tính độ dài cạnh thì chúng ta sử dụng đến định lý hàm cos ha. Suy ra ngay được BC chính là căn bậc 2 của, suy nhanh nào, AB bình phương chính là 3A bình phương, AC bình phương là cộng với A bình phương, trừ cho hai lần AB AC tức là hai lần của A căn 3 nhân với A và nhân với cos của góc tạo bởi hai cạnh chính là cos của góc A. Mà góc A của chúng ta đang bằng 150 độ. Được chưa? Rồi tính ngay chỗ này như thế nào? Cos của 150 thì nó bằng âm căn 3 phần 2. Như vậy triệt tiêu ngay chỗ con 2 này. Cộng 3A bình. Như vậy ở đây sẽ là 7A bình phương trong căn lấy ra ngoài sẽ là A căn 7. Khi có BC rồi chúng ta sẽ tính bán kính như thế nào? Thì bán kính mình tính chính là bằng BC chia lại cho 2 lần sin A, đúng không? Thì BC là A căn 7 nè. 2 lần sin của A chính là sin của 150, mà sin của 150 độ lại bằng 1 phần 2. Như vậy chia xuống thì nó vẫn bằng A căn 7. Khi đã có bán kính rồi tính được thể tích không? Nhớ từ đây thì phải thuộc tiếp công thức về thể tích của khối cầu là 4 phần 3 pi r mũ 3. Đúng không nào? Như vậy thay vào chính là 4 phần 3 nhân với pi nhân với cái này mũ 3 chính là 7A mũ 3 căn 7. Thì thực hiện rút gọn tính toán là 28 phần 3 A mũ 3 rồi pi rồi căn 7. Chọn được phương án nào chưa? 28 căn 7 pi A mũ 3 phần 3. Câu B. Được chưa các bạn? Đấy, các bạn thấy là đây là một bài toán thuộc về thể tích khối cầu, nhưng mà nó được lồng ghép trong bài toán về khối đa diện. Đồng thời yêu cầu xử lý tính toán thì nó lại đụng chạm tới những cái phần định lý sin hoặc định lý cos mà các bạn đã được học từ lớp 10. Ngoài ra thì nó còn tổng hợp về cái phần đường thẳng vuông góc với mặt phẳng mà các bạn học ở lớp 11 nữa. Trong một câu thôi nhưng mà nó tích hợp khá là nhiều kiến thức, nên cô mới đánh giá câu này nó rất là hay và cái cách làm của nó cũng khá là quái ha. Bình thường thì mình dựng cái khối cầu ngoại tiếp của một hình chóp rất là phức tạp, từ tâm rồi dựng đường trung trực, mặt phẳng trung trực gì đó các kiểu vân vân, nhưng mà bài này thì khác. Như nào, lưu ý tí ha. Rồi bây giờ câu cuối cùng nè, câu 49. Câu này thì chúng ta tiếp tục ở phần thể tích của khối chóp. Tại sao có câu này vậy? Cô nhấn mạnh lại cho các bạn một cái vấn đề cũng khá là thú vị.
Đề bài cho chúng ta hình chóp SABC có đáy là tam giác đều cạnh A và góc giữa hai mặt phẳng SAB và SCB là 60 độ. Ở đây hoàn toàn không có chiều cao của khối chóp, cho nên nhớ đừng có vẽ, đặc biệt đừng vẽ vuông góc giữa đáy ha, mô phỏng một tí. Thì ở đây vẽ như sau. Thôi, vẽ thước vô cho nó thẳng dễ nhìn nha. Bài này các bạn ra kết quả bao nhiêu? Các bạn có tính được không? À, thiệt ra thì bài này cô cố tình á cho cái phần đề nó gần gần tương tự như câu 49 của cái đề tham khảo vừa rồi của Bộ Giáo dục. Thì các bạn mà giải qua cái đề tham khảo đó rồi thấy câu này chắc cũng xử lý được chứ không có vấn đề gì đúng không? Mà dụng ý của cô là cô muốn nhắc lại một số cái công thức liên quan nên mới đưa ra bài này. Đầu tiên giờ xác định nè, tam giác đều cạnh là A nha. Thì như vậy cho các bạn thấy cái góc SAB của chúng ta 90 độ, góc SCB cũng 90 độ. Được chưa nào? Như vậy đến đây thì các bạn có cái nhận xét đầu tiên nè, tam giác SAB và tam giác SCB là hai tam giác bằng nhau. Là hai tam giác bằng nhau rồi thì để làm gì? Để có cơ sở xác định được góc này nè. Xác định như nào xem ha. Mặt phẳng SAB và mặt phẳng SCB rõ ràng giao tuyến của chúng ta là SB. Như vậy thì chúng ta sẽ kẻ đường vuông góc xuống giao tuyến rồi xác định góc giữa hai mặt phẳng đúng không? Rồi bây giờ làm như nào? Thì quan sát, từ A cô hạ đường vuông góc xuống SB. Cô gọi là AH. Thì rõ ràng á, cô nói hai tam giác này bằng nhau nên khi kẻ AH vuông góc với SB thì ngay lập tức cô chứng minh được CH nó cũng vuông góc với SB. Như vậy thì góc giữa hai mặt phẳng này là góc nào? Nhiều bạn nhìn vô ngay góc AHC, nhưng cẩn thận, có cái bẫy to đùng ở đây. Khi góc AHC mà mình xác định ra nó bằng 60 độ á, giả sử nó bằng 60 độ thì chuyện gì xảy ra? Mình nói rằng á, hai tam giác bằng nhau, khi đó AH và CH là hai đường cao tương ứng, nó cũng sẽ bằng nhau luôn. Lúc này tam giác AHC là tam giác cân, mà có cái góc này 60 độ, nó trở thành tam giác đều, thì AH nó cũng chính bằng AC và bằng A. Ồ, lúc này tam giác AHB là tam giác vuông, có cạnh góc vuông bằng A, mà cạnh huyền cũng bằng A. Vô lý. Cho nên không có chuyện góc AHC bằng 60 độ. Mà góc AHC bằng gì các bạn? 120 độ. Đó là bù lại đấy. Được chưa? Góc giữa hai mặt phẳng này nó nằm ở bên ngoài rồi. Lưu ý nha. Rồi, xác định xong. Bây giờ tính thể tích. Thể tích này sẽ được tính như thế nào? Thì bạn lưu ý là ở đây có một số bạn sẽ làm theo cách là các bạn hạ đường cao xuống và các bạn đi tính theo đúng công thức là bằng 1/3 diện tích đáy nhân với đường cao. Nhưng mà ở đây các bạn thấy nè, chúng ta có cái thiết diện AHC đang vuông góc với cạnh biên của cái khối chóp. Như vậy thì các bạn có cái công thức tính nhanh cái thể tích trong trường hợp này nó đúng bằng 1/3 của cái cạnh vuông góc này là SB nè, nhân với cái diện tích thiết diện là diện tích của tam giác AHC luôn. Ha. Nếu bạn nào mà thấy chưa quen công thức này, các bạn có thể làm theo cái kiểu như sau. Các bạn chia cái thể tích khối chóp SABC thành hai khối là khối SAHC và khối BAHC. Thì rõ ràng cái đường cao á, tương ứng lần lượt sẽ là SH và BH. Và chung đáy ở đây là đáy AHC. Cộng lại thì nó SH cộng với BH chính là SB thôi. Nên mình có công thức chính nhanh này. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính SB và diện tích tam giác AHC tính như thế nào. Thì ở đây nè, ở đây chưa có cạnh này bằng A đâu nha. Nãy mình đang giả sử mà điều giả sử đã sai. Bây giờ tính nè, các bạn sẽ tính được như sau. Muốn tính được SB thì đầu tiên đi tính AH trước. Khi tính được AH thì các bạn cũng tính được luôn diện tích của tam giác AHC thôi. Dựa vào đâu để tính AH? Thì các bạn thấy tam giác AHC của chúng ta là tam giác cân và đồng thời có cái góc AHC đang bằng 120 độ. Nên ở đây nếu như cô gọi O là trung điểm của AC thì có phải khi đó cô có được HC, HO, cô xin lỗi các bạn, HO này nó cũng là đường cao các bạn. Khi HO đã là đường cao rồi mà các bạn có AO chưa? Các bạn có AO chính bằng 1/2 của AC, chính bằng 1/2 A. Còn cái góc AHO của mình á, tam giác cân cho nên HO là trung tuyến thì nó cũng là phân giác luôn và nó cái góc AHO là 60 độ. Thì từ đây các bạn sẽ suy ra nhanh được luôn là các bạn sẽ có được AH. Đúng chưa nào? AH nè là cạnh góc vuông đúng không? Sẽ bằng cạnh huyền
À, cô xin lỗi, trong tam giác AHO nhìn cẩn thận là tam giác đang vuông tại O. Được chưa? Nên AH này đang là cạnh huyền ha. Rồi, làm sao để tính cạnh huyền này? Thì các bạn có nè. Các bạn đã có AO, thì các bạn có sin của góc 60 độ sẽ bằng AO chia lại cho AH. Như vậy các bạn sẽ có AH thì bằng AO chia lại cho sin của 60. Mà sin của 60 là bao nhiêu? Căn 3 phần 2 ha, nhân vào trong này 1 phần 2 A. À, rồi lật nó lại là 2 phần căn 3. Ở đây các bạn có này bằng A chia căn 3. Rồi khi đã có AH, bây giờ cần tính gì nữa? Cần tính cái thằng SB đúng không? Thì các bạn áp dụng nè, định hướng, mình sẽ áp dụng cái hệ thức lượng trong tam giác vuông SAB với đường cao AH. Thì các bạn đi tính cho cô là cái đoạn BH trước. Trong cái tam giác vuông AHB ha. Tính BH như thế nào? Thì rõ ràng ở đây mình áp dụng Pythagore cho nhanh thôi. Lưu ý BH của chúng ta là cạnh góc vuông sẽ bằng bình phương cạnh huyền là A bình phương nè, trừ lại cho cạnh góc vuông kia bình phương lên là A bình phương phần 3 lấy căn bậc 2 ha. Thì này sẽ là A căn 2 phần căn 3. Rồi có BH rồi đó. Xong, giờ tính được SB thôi. SB thì các bạn có là AB bình phương thì bằng BH nhân với SB. Như vậy SB thì bằng AB bình phương chia lại cho BH. AB bình phương là A bình phương chia lại cho BH, cô viết nhân nghịch đảo cho dễ. Thì cái này lại ra kết quả là A căn 3 phần căn 2. Rồi có SB. Rồi như vậy tính diện tích tam giác AHC tính như thế nào? Rồi tính hết rồi ráp vô cho nó dễ các bạn. Diện tích tam giác AHC, các bạn lưu ý các bạn đã có AH rồi mà nó là tam giác cân nữa, cho nên nó bằng là 1 phần 2 của AH bình phương nhân với sin của góc sang giữa là sin của góc 120 độ. Được chưa? Thì thay số vào ha. 1 phần 2 AH của các bạn hồi nãy tính trên này bình phương lên là A bình phương phần 3, sin của 60 độ thì nó bằng bao nhiêu? Căn 3 phần 2. À, cô xin hỏi sin của 120 độ, nó cũng đúng bằng sin 60 độ thôi, hai góc bù mà. Thì cái này, các bạn thực hiện biến đổi là A bình phương căn 3 phần nhân vào 12. Như vậy thì xác định được V chưa? V của chúng ta bằng bằng gì? 1 phần 3. SB là A căn 3 phần căn 2. Diện tích của AHC chính là A bình phương căn 3 phần 12. Rồi. Thực hiện rút gọn. Ở đây có những cái nào? Căn 3 nhân căn 3 là 3. Rút gọn được với dưới này. Thì các bạn sẽ được kết quả là bao nhiêu đấy? A mũ 3 trên 12 căn 2. Đến đây thì trục căn đi các bạn. A mũ 3 căn 2 phần 24. Đơn vị thể tích. A mũ 3 căn 2 phần 24. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Được chưa nào? Đó, những bài mình học cuối cùng này. Cái phần này nó sẽ nhẹ hơn cho các bạn nếu như mà các bạn biết cái công cụ tính thể tích theo cái diện tích thiết diện vuông góc với cạnh biên của khối chóp ha, dễ hơn so với việc các bạn hạ đường cao và đi tính nó. Thì như vậy là cũng hơn một tiếng đồng hồ cô hỗ trợ các bạn giải một số câu ở cái mức độ vận dụng và vận dụng cao trong đề thi thử số 2 này. Cô hy vọng rằng là với những cái phần hướng dẫn và giải đáp của cô thì giúp cho các bạn hiểu thêm một cách tường tận cụ thể hơn về những câu khó đã xuất hiện trong đề thi thử số 2. Và sắp tới đây thì các bạn sẽ còn nhiều đề thi thử nữa. Các bạn cứ yên tâm là các thầy cô giáo nhà kiến sẽ cố gắng tạo nên một cái ngân hàng đề thật là phong phú và tạo điều kiện cho các bạn có thể ôn luyện một cách tốt nhất để chuẩn bị thử thách trước cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các bạn nhớ đón xem và các buổi live giải đề cũng như là các cái phần mà tổ chức thi thử để các bạn tham gia để tự đánh giá lại cái lực học của mình nè, xem thử chỗ nào mạnh yếu, chưa vững, chưa kỹ thì dành thời gian ôn luyện ha, thật là hiệu quả, thật là tốt để chúng ta có thể có một cái kết quả thi tốt nhất ha. Chúc các bạn có những cái giờ học thật là vui và bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi livestream sau.